Chim sát thiên ác nghiệp báo, thiện ác còn gọi là kinh Địa Tạng Bồ Tát Nghiệp Báo, gồm hai quyển do ngài Bồ Đề Đằng người Ấn Độ dịch ra Hoa ngữ vào đời nhà Tùy, được thâu vào tập thứ 17 trong Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu của Nhật Bản. Kinh này do Đức Bồ Tát Địa Tạng vì chúng sanh đời mạt pháp cầu học pháp lành ứng với lời dạy của Phật mà nói ra. Quyền thượng nói rõ cách chiêm quệ để xem xét thiện báo nghiệp thiện ác. Quyền hạ thuật rằng nghĩa chân thật của Đại Thừa. Chiêm sát tức là dùng thứ mập luân, dùng mặt gỗ gieo quệ để biết thiện nghiệp, nghiệt ác cùng quả báo khổ vui lần giữa đời trước và đời này cho một người nào đó. Cách làm mập luân là đem 10 điều thiện và 10 điều ác phân biệt ra và khắc chữ ở trên 10 mặt gỗ nhỏ thành nhóm thứ nhất, viết 3 chữ thân khẩu ý trên 3 mặt gỗ khác có khắc nét dài ngắn sâu cạn lớn nhỏ thành nhóm thứ hai, viết chữ số 1 đến 18, 6 mặt gỗ khác nữa, mỗi mặt gỗ chỉ 3 mặt còn chừa 1 mặt trống thành nhóm thứ ba, đem gieo từng nhóm trên vật sạch do những mập luân đó hiện ra những chữ số gì, rồi theo đó mà xem những việc lành giữ tốt xấu hoặc nhân quả đời trước đời này vân vân. Đó là nội dung quyển thượng, tùy về hình thức là chiêm bói nhưng thật chất lại sắc ca môn trùng đối với những việc chiêm bói của thế gian. Tại sao vậy? Bởi vì cách chiêm bói này là đòi hỏi người thực hành phải là đệ tử của Phật, thành phần xuất gia tại gia, có quy y thọ giới hẳn hoi, và trước khi muốn chiêm sát phải biết cúng dường tam bảo, sa mối pháp nguyện, tiểu hỷ hồi hướng, vân vân. Có đức tin, có được đức tin thuần túy thanh tịnh rồi thì sự chiêm sát thiện ác mới tương ưng với bi nguyện chỉ dẫn của chư Phật Bồ Tát và ngài Địa Tạng. Khi đó những điều cần cầu nguyện mới ứng nghiệm và chính xác. Không đủ những yếu tố này, việc chiêm sát sẽ không tương ưng lại nữa. Khi thực hành đúng theo lời dạy của Đức Địa Tạng Bồ Tát và việc mình muốn xem xét được hiện ra kết quả rõ ràng, phải biết đó là duy tâm sở hiện, cũng chính là một phần mạnh muốn nơi thể tướng dụng của chân tâm của chúng ta. Quyển hạ kinh này chỉ dạy về pháp quán như thế nào để đúng với sự thật của Đại Thừa, nghĩa là muốn hướng về Đại Thừa để tu học, trước tiên cần phải biết hạnh căn bản của ban sơ, đó là cảnh giới của nhất thật tướng. Nhất thật tướng này được tóm tắt nêu bằng hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, tâm chân thù, nghĩa thứ hai, thức a lại gia. Tâm chân như là cái thể bất sinh bất diệt của tất cả pháp. Thức a lại gia là nghĩa là sinh diệt của tất cả pháp. Học tập quán này và có hai đường lối quan sát ấy là pháp quán duy tâm thức và pháp quán tâm tướng trung đạo của nhân của chân thư. Người nào nung vào một trong hai pháp này quán mà tiến tới, tức có thể trực nhận ra nhất thật tướng, được mệnh danh là tu đúng pháp Đại Thừa, sẽ dựa vào chủng tính Bồ Tát. Vị nào không cam nổi việc tu tập hai pháp quán nói trên thì hãy niệm danh hiệu Đại Bồ Tát Địa Tạng cầu xin và tịnh độ của chư Phật ở các phương khác, hoặc tùy một đức Phật ở phương nào xoay về hướng ấy mà niệm danh hiệu của ngài. Đến khi được nhất tâm sẽ tùy nguyện xin cõi Phật đó rốt ráo, sẽ không vào rơi vào các đường ác, tạm chỗ nạn sẽ thành tựu các đức tin và Đại Thừa, mau được bất thoái chuyển. Như trên là nội dung tóm tắt của bộ kinh Chiêm sát thiện ác nghiệp báo của Đức Đại Bồ Tát Địa Tạng vì thương xót chúng sanh thời mạt pháp mà đã thay Phật chỉ dạy dần rõ mọi điều. Ở Trung Hoa, từ thời nhà Tùy trở lại đây, những người căn cứ theo bản kinh này để thực hành pháp sám tội lỗi số ấy rất nhiều, đủ cho thấy tập tục của dân gian Trung Quốc với tư tưởng Phật giáo một mực kết hợp với nhau. Có điều là từ đời Tùy đến đời Đường, kinh này bị một số học giả xem là ngụy tạo vì cho rằng xuất xứ của kinh không được rõ ràng. Đến đời Đường, niên hiệu Đại Châu là những nhà sư định sinh
và sự định mục lục các kinh Phật. Với bộ khai nguyên Thích Giáo Lục mới xem kinh này là chân kinh và thâu vào mục lục kinh trong Đại Tạng, sự truyền bá có nơi rộng rãi. Kể từ đó, đến đời mình có Ngài Chí Húc Đại Sư trước tác một quyển tựa đề là Huyền Nghĩa Kinh Chiêm Xét, hai quyển Chiêm Xét Nghĩa Sớ và một quyển Chiêm Xét Hành Pháp, các thực hành việc chiêm xét. Bốn quyển trên đều là chú sở bộ kinh này theo tài liệu Lịch Đại Tam Bảo Ký quyển 12. Gần đại đây cũng có Ngài Luận Sư Hoàng Nhất cho trong khi viết quyển Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan, nhìn chung về thánh đức của Bồ Tát Địa Tạng, đã trích dẫn kinh chiêm xét này rất nhiều về và đề cao bi nguyện độ sinh của Đức Địa Tạng Bồ Tát đối với chúng sanh ở cõi Ta Bà. Ngày nay hàng ngũ xuất gia tại gia chúng ta đang ở vào thời kỳ mạt pháp, tức thời kỳ giáo pháp của Đức Phật đang suy, tà pháp đang hưng hãnh, điều đó rất hiển nhiên không thể phủ nhận. Tuy nhiều vị phát tâm trỗi vượt cầu vô thượng Bồ Đề và tu theo các môn thiền định của Phật giáo, nhưng một số người lại đạt thành quả không được, thành quả không phải là đa số mà hầu hết là rất là hiếm. Phải chăng đều do túc tẩy hiện căn còn mong manh yếu ớt, mà nghiệp chướng và tội nặng hiện tại của quá khứ lại sâu dày, cho nên thường bị nhiều chướng nạn hoặc sự nhiều loạn của các thứ quỷ thần của 95 phái tà sư ngoại đạo, khiến cho thoái lui mất căn lành, hoặc trở lại cầu phúc báo nhỏ mọn ở thế gian như Đức Địa Tạng Bồ Tát dạy trong kinh này. Cũng vì những nhân duyên đó, Đức Địa Tạng phát khởi lòng đại bi vô tận, chỉ dạy các chiêm xét nghiệp báo thiện ác để người tu tập tự túc, tự biết túc căn của mình. Sau đó lựa chọn pháp tu cho phù hợp với căn cơ trình độ. Ngõ hồ thoát khỏi sự phá hoại của các thứ ma tà, thế nên những đệ tử Phật khi xem đến hoặc nghe nói đến việc chiêm bói chớ có vội kinh thường, cho rằng Phật pháp pha trộn với hình thức bói quẻ của thế gian. Với hình thức một bộ một lân gồm 19 mặt gỗ chia làm 3 nhóm. Nhóm đầu gồm 10 cái, thâu nhiếp tất cả thập ác, thập thiện. Nhóm giữa 3 mặt thâu nhiếp sự thiện ác sâu nặng, cạn riêng, biệt tụ, thân khẩu ý. Nhóm 6 mặt thâu nhiếp 6 căn, 6 trần, 6 thức thuộc 18 giới, với 189 hiện tượng của phàm thánh thế gian và xuất thế gian. Như vậy, đủ thấy kinh chiêm xét thiện ác nghiệp báo này là bất khả tư nghị, không một loại bói khoa nào có thể sánh kịp. Riêng về nghĩa thật nghĩa của Đại Thừa thì cũng được Bồ Tát Địa Tạng giảng giải một cách tinh vi sâu thẳm nơi quyền hạ. Nếu đem luận Đại Thừa khởi tín của Bồ Tát Mã Minh đã tạo để so sánh, ta sẽ thấy rằng những nghĩa căn bản của luật khởi tín phần lớn đều trong kinh này. Thế thì kinh này đã tóm tắt dạy về ý nghĩa trọng yếu của đạo lý nhất thừa vậy. Vì nhân duyên nào chúng tôi dịch kinh này, xin thành thật thưa rằng từ trước đến nay các bản kinh Hoa ngữ lưu hành ở Việt Nam rất nhiều, nhưng bộ kinh chiêm xét này chưa thấy lưu thông, lại cũng ít khi được nghe nói đến. Nay tình cờ một nhân duyên nào đó thúc đẩy cho một Phật tử ở người Đài Loan khi làm ăn ở Việt Nam đầu năm Bích Tý 1996 đã đem bộ kinh này với hộp bộ Mộc Luân được khắc chạm mạ vàng rất tinh xảo công phu, có cả bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng 19 Mộc Luân để chiêm xét. Cư sĩ muốn tìm người dịch kinh này để lợi ích cho hàng Phật tử Việt Nam sau một thời gian mấy tháng,
tìm không được người. Ông thổ lộ với một Phật tử Việt Nam rằng muốn đem bộ kinh và hộp Mộc Luân này về Đài Loan. Người Phật tử kia giới thiệu đến chúng tôi, ông vui lòng trao lại bản kinh và hộp Mộc Luân với hy vọng tôi có thể dịch bộ kinh này. Sau khi nhận được bản kinh đầu tháng từ năm 1996, tôi khởi sự dịch hàng ngày, mặc dù mồ Phật đản và an cư kiết hạ với nhiều bận rộn. Tôi cũng cố gắng hết sức mình đến cuối tháng tư thì xong 2 quyển với phần chú thích những từ ngữ khó và bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng bộ Mộc Luân để những vị tu sĩ, cư sĩ, Phật tử Việt Nam bớt khó hiểu trong khi sử dụng đến. Sau khi bàn thảo hoàn thành, tôi gửi đến cư sĩ Đài Loan nọ để ông xem thử. Cư sĩ rất vui mừng và phát biểu rằng bản dịch của chúng tôi không trái với nội dung của kinh, như thế nguyện vọng của ông đã được thỏa mãn. Phải chăng đều do thần lực của Đức Địa Tạng Bồ Tát gia bị hộ trì khiến cho tôi làm được như việc này. Tôi thầm tin tưởng như vậy, tin ghi lại nơi đây để gửi đến chư vị có nhân duyên và đọc sử dụng kinh chiêm xét thì ép nghiệp báo này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tháng Trọng Hạ mùa an cư năm Bích Tý năm 1996, dịch giả kính ghi: Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Năm 51, cầu sống lâu sẽ được thêm tuổi thọ. 52, cầu tiên đạo thế gian sẽ được kết quả. 53, xem chỗ học vấn đạt được nhiều chỗ. 54, xem chỗ học vấn ít đạt kết quả. 55, tìm thầy tìm bạn được như ý muốn. 56, tìm đệ tử được như ý. 57, tìm cha mẹ được như ý muốn. 58, cầu anh trai con gái được như ý. 59, tìm thê thiếp như ý. 60, tìm bạn đồng học được như ý muốn. 61, xem lại những gì lo lự được hòa hợp. 62, người được xem tâm họ mang hờn giận. 63, mong người không giận sẽ được hoan hỷ. 64, cần sự hòa hợp được như ý muốn. 65, tâm của người được xem thì hoan hỷ. 66, người mình nghĩ đến sẽ được gặp gỡ. 67, người mình nghĩ đến chẳng được gặp lại. 68, người được mời gọi sẽ được nhắm đến. 69, người bị chê ghét được rời khỏi họ. 70, người mình kính mến sẽ được gần họ. 71, quán pháp đi dục ý được tập trung. 72, quán pháp đi dục ý chẳng tập trung. 73, người được mời gọi họ sẽ chẳng đến. 74, người được hẹn trước chắc chắn sẽ đến. 75, người được hẹn trước ở lại không đến. 76, người đang được xem được sự an lành. 77, người đang được xem hiện chẳng an lành. 78, người đang được xem đã không còn thân. 79, người mình trông gặp sẽ được gặp họ. 80, những gì mình đang tìm được gặp lại. 81, những gì cầu nghe sẽ được lợi lành. 82, những gì mong tìm thấy chẳng như ý. 83, xem chỗ bị nghi chính là đúng thật. 84, xem lại chỗ bị nghi là chẳng thật. 85, người đang được xem chẳng còn hòa hợp. 86, cầu làm vật sự sẽ được kết quả. 87, cầu những món cúng sẽ được kết quả. 88, tìm những của cải sẽ được như ý. 89, tìm của nuôi thân ít được kết quả. 90, có cầu những gì thấy đều sẽ được. 91, có cầu những gì thấy đều chẳng được. 93, có cầu những gì đều được như ý. 94, có cầu những gì liền được nhanh chóng. 95, có cầu những gì chẳng được thanh chóng. 96, có những mong cầu nhưng bị tổn thất. 97, có cầu những gì sẽ được lợi lành. 98, có cầu những gì sẽ bị chịu khổ. 99, xem vật bị mất sẽ tìm lại được. 100, xem vật bị mất chẳng tìm lại được. 101, xem vật bị mất tự chờ ớ về lại. 102, cầu lìa ắt nạn được khỏi ắt nạn. 103, cầu được khỏi bệnh sẽ được trừ lành. 104, xem những việc đã qua không chướng ngại. 105, xem những việc đã qua có chướng ngại. 106, xem ở đang ở được dừng ở yên. 107, xem nơi đang ở chẳng được bình an. 108,
Nơi vừa mình mới đến được sự an vui 109, nơi vừa mới đến là có nạn 110, nơi vừa mới đến là lưới của ma 111, nơi vừa mới đến khó thể khai hóa 112, nơi vừa mới đến có thể khai hóa 113, nơi vừa mới đến tự được lợi ích 114, con đường dạo qua không bị não hại 115, con đường dạo qua có bị não hại 116, vua dân ác nên đói kém nổi lên 117, vua dân ác nên nhiều bận ôn dịch 118, vua dân tốt nên được giàu vui 119, vua vô đạo nên nước tai hại lớn 120, vua tu đức tai nạn loạn ly diệt 112, 121, vua làm mát nước sắp bị phá hoại 122, vua tu thiện nước được xây dựng lại 123, xem chỗ dạo qua được khỏi nạn 124, xem chỗ dạo qua chẳng thoát khỏi nạn 125, nơi đang được ở mọi người an ổn 126, nơi đang được ở có sự chướng ngại 127, tụ lạc đang ở mọi người chẳng yên 128, là nơi nhàn tịnh không có nạn 129, xem ra quái lạ nhưng không tổn hại 130, xem ra quái lạ có sự tổn hại 131, xem ra quái lạ tinh tấn thì an 132, giấc mộng được thấy không gây tổn hại 133, giấc mộng được thấy có sự tổn hại 134, giấc mộng được thấy tinh tấn thì an 135, giấc mộng được thấy là một lợi lành 136, thấy chứng loạn đó nhưng mau được lìa 137, thấy chứng loạn đó lần lượt được lìa 138, thấy chứng loạn đó mà chẳng lìa khỏi 139, thấy chứng loạn đó nhất tâm là trừ 140, thấy nạn đang bị nha ưng nhưng mau được thoát 141, thấy nạn đang bị lâu mới được thoát 142, thấy nạn đang bị chịu nhiều suy não 143, thấy nạn đang bị tinh tấn sẽ thoát 144, thấy nạn đang bị biết mạng sắp chết 145, thấy bệnh đang mắc rất chẳng nên điều trị 146, thấy bệnh đang mắc chẳng phải người phá 147, thấy bệnh đang mắc hợp với phi nhân 148, thấy bệnh đang mắc có thể trị liệu 149, có thấy bệnh đang mắc khó thể trị liệu 150, thấy bệnh đang mắc tinh tấn là hà lành 151, thấy bệnh đang mắc phải khổ lâu dài 152, thấy bệnh đang mắc tự động sẽ lành 153, thấy bệnh đang mắc đến thầy khám mới trị nổi 154, thấy bệnh được chữa là trị đúng pháp 155, thuốc đang được uống sẽ được hiệu lực 156, thấy bệnh đang mắc được trừ lành hẳn 157, thầy được tìm đến chẳng thể trị liệu 158, cách được trị liệu là chữa trị sai 159, thuốc đem cho uống chẳng được hiệu lực 160, thấy bệnh đang mắc là mẹ sắp chết 161, đó là trong đường địa ngục mà đến 162, từ trong con đường súc sinh mà đến 163, từ con đường ngạ quỷ mà đến 164, từ con đường Atula mà đến 165, từ trong nhân loại mà đến 166, từ trong loài trời mà tái sinh đến 167, từ trong những người tại gia mà đến 168, từ trong hàng ngũ xuất gia mà đến 169, đã từng gặp Phật cúng dường mà đến 170, từng gần cúng dường hiền thánh mà đến 171, từng được nghe pháp rất sâu mà đến 172, bỏ thân này rồi sẽ vào địa ngục 173, bỏ thân này rồi sẽ đọa làm súc sanh 174, bỏ thân này rồi sẽ đọa làm ngạ quỷ 175, bỏ thân này rồi sẽ làm Atula 176, bỏ thân này rồi sẽ sinh vào đường nhân đạo 177, bỏ thân này rồi làm vua trong loài người 178, bỏ thân này rồi sẽ sinh lên cõi trời 179, bỏ thân này rồi làm vua cõi trời 180, bỏ thân này rồi sẽ nghe pháp rất sâu 181, bỏ thân này rồi sẽ được xuất gia tu học 182, bỏ thân này rồi sẽ được gặp thánh tăng 183, bỏ thân này rồi sinh lên cõi trời đâu xuất 184, bỏ thân này rồi sinh tịnh độ của Phật 185, bỏ thân này rồi liền được thấy Đức Phật 186, bỏ thân này rồi sẽ trụ vào thừa dưới thanh văn 187, bỏ tay này rồi sẽ trụ vào thừa giữa duyên giác 188, bỏ tay này rồi sẽ chứng được đạo quả 189, bỏ tay này rồi liền được bậc thượng thừa
Này Thiện Nam Tử, đó gọi là những trước sai biệt của 189 thứ quả báo lành dữ. Cách chiêm sát như thế đều tùy sự chú ý và tùy tâm của người được xem mà đến, được xem đến. Nếu các số cộng với ý người tương xứng thì không sai lạc. Còn các số cộng gieo cho người nào mà con số thành với việc tâm đang chú trọng theo đuổi để xem kết quả không tương ứng lấy chẳng hết lòng thành, như thế gọi là hư luống. Người nào gieo ba lần mà không thấy hiện số là kẻ đã được vô sở hữu, không gì để vướng mắc. Lại nữa Thiện Nam Tử, nếu tự phát ý xem cho người khác đang chịu quả báo thì sự việc cũng đồng như vậy. Nếu có người nào chẳng thể hiện tự chiêm mà đến cầu thỉnh muốn xem cho họ, phải nên cân nhắc quán xét tâm mình có tham danh lợi thế gian hay không, bên trong ý có thanh tịnh hay không, sau mới có thể quy kính tu hành cúng dường như trước, dốc lòng phát nguyện. Vì họ chiêm sát chẳng nên tham cầu danh lợi thế gian như việc làm của những hạng thầy tà để tự phương hại rối loạn cho người. Nếu xét trong tâm chẳng được thanh tịnh, giàu cho chiêm sát nhưng chẳng tương ứng, chỉ là sai lầm một cách hư luống mà thôi. Lại nữa, các hạng chúng sanh về đời sau này, bất cứ việc gì chẳng việc gì được chiêm sát đến mà chẳng đạt được kết quả tốt, làm việc cầu chẳng được, nhiều sự lo lúc bị bức bách, lo rầu sợ sệt, phải nên sớm tối thường nên tụng niệm danh hiệu của ta. Nếu luôn chí thành sẽ được thì việc chiêm sát sẽ được tốt lành, cầu gì được nấy, hiện đời lìa khỏi những sự suy buồn. Kinh chiêm sát thì ác nghiệp báo quyển thuộc hết. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đọc kinh chiêm sát nghiệp báo thiện ác quyển thượng. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật Đức Đấng Nhất Thiết Chí ở thành Vương Xá trong núi Linh Thú dùng sức thần thông thì hiện đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm rộng rãi vô ngại, cùng với vô lượng vô biên đại chúng cầu hội diễn nói pháp môn căn tụ rất sâu. Bấy giờ trong hội có Bồ Tát tên là Kiên Tịnh Tến từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, vén áo vai mặt, cung kính chắp tay bạch lên Đức Phật: kính bạch Thế Tôn, con nay nay con ở giữa chư đại chúng đây, muốn có chỗ hỏi thưa thỉnh Thế Tôn. Quý mong Thế Tôn rủ lòng cho phép Đức Phật dạy rằng: này Thiện Nam Tử, tùy chỗ ông nói, Như Lai có thể giảng nói cho ông. Ngài Đại Bồ Tát Kiên Tịnh đến chưa? Như Đức Thế Tôn trước đây có nói, ta nhập diệt rồi, đến thời kỳ chính pháp chấm dứt, tượng pháp sắp hết, xem tờ mặt pháp. Vào thời kỳ này, chúng sanh phước mỏng, nhiều sự suy buồn, quốc độ xảy ra rối loạn hoài hoài, tai họa nhiều lần nổi lên khắp nơi, đủ thứ ách nạn, toàn những sự sợ sệt bức xúc chúng sanh. Đệ tử Như Lai đa số mất niệm lành của mình, chỉ nuôi lớn thêm tham giận ganh tị ngã mạn vân vân. Giả sử có người làm được những điều giống như thiện pháp thì cũng chỉ cầu lợi dưỡng tiếng khen theo người thế gian, lấy đó làm đích, chẳng thể chuyên tâm tu pháp xuất yếu. Trong thời kỳ này, chúng sanh khắp nơi nhìn thấy trong đời tai biến loạn ly, lòng họ kiếp nhược, lo sợ thân mình và những quyến thuộc chẳng được cơm để nuôi thân mạng. Do những nhân duyên đầy rẫy những thứ chướng ngại như thế, cho nên đối với chính pháp của Phật, căn tính của họ trở nên chậm lụt, đức tin ít ỏi, người chứng được đạo cực kỳ hiếm có. Đến nỗi lần lần với ba thừa, những người thành tựu đức tin căn bản lại cũng rất hiếm. Những người tu học thiền định thế gian mà phát sinh những năng lực thần thông như biết kiếp trước của mình vân vân lần lượt chẳng còn. Vào thời mà pháp lâu xa như vậy, người chứng được đạo quả, người chứng được đức tin, người được thiền định thần thông vân vân hoàn toàn không có. Kính bạch Thế Tôn, con vì thời đã trượt, sau này khi tượng pháp sắp hết và vì chúng sanh trong căn lành nhỏ nhoi trong thời mạt pháp, xin tôi hỏi Như Lai bày phương tiện nào mở mang chỉ dẫn hàng đệ tử Phật, khiến chúng xin lòng tin được trừ suy buồn. Bởi các chúng sanh gặp thời đã nhiều chướng ngại nên họ thoái tâm lành đối với nhân quả của pháp thế gian và pháp xuất thế.
Phần nhiều nghi ngờ chẳng thể bền lòng chuyên cầu thiện pháp chúng sanh như vậy, đáng thương đáng cứu. Tâm đại từ đại bi của Đức Thế Tôn bao la vô tận vô tận, chí biết tất cả. Xin khởi phương tiện dạy rõ điều này, khiến lìa lưới nghi, trừ các chướng ngại, thêm được đức tin nương theo các thừa mà mau được giải thoát. Đức Phật bảo ngài kiên tịnh tính rằng: lành thay, ông hỏi rõ việc này hay lắm, rất vừa ý ta. Nay trong hội này có đại Bồ Tát tên là Địa Tạng, ông nên đem việc này tự hỏi với người vị Bồ Tát ấy. Vì ông mà dựng phương tiện mở bày diễn nói để ông mãn nguyện. Khi đó Bồ Tát kiên tịnh tính bạch Phật: chính bạch Thế Tôn, Như Lai là đứng đại trí vô lượng. Ý gì Đức Phật chẳng nói, lại muốn để Bồ Tát Địa Tạng diễn nói việc này? Đức Phật bảo ngài kiên tịnh tính: ông chớ có sinh lòng tư tưởng cao hạ. Bồ Tát Địa Tạng từ khi phát tâm tu hành đến nay đã hơn vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. A Tăng Tỳ Kiếp, từ lâu người đã chứng vào biển nhất thiết chí, công đức tràn đầy, chỉ vì nương sức đại tự tại và thể nguyện xưa mà khéo hiện, khéo hóa hiện ứng thân mười phương. Dù rằng đạo dạo khắp tất cả cõi nước, khởi dụng độ sinh, nhưng với đời ác năm trược, riêng người là làm lợi ích giáo hóa sâu dài hơn cả, lại cũng nương sức huân tập thể nguyện thổ xưa mà người nhận lấy nghiệp báo, nhận lấy sự nghiệp giáo hóa chúng sanh có nhân đáng độ. Bồ Tát Địa Tạng từ 11 kiếp trở lại đây luôn luôn trang nghiêm thế giới Ta Bà thần thục chúng sanh, do đó trong đại hội này thâm tướng của ngài đoan nghiêm, ai đức thủ thắng chỉ trừ Như Lai, ngoài ra không có ai sánh kịp. Ngoài ra không có ai có thể hơn nổi. Và lại bao nhiêu sự nghiệp giáo hóa nơi thế giới này, trừ những vị đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm, ngoài ra không có ai sánh kịp. Cũng bởi bản thể và nguyện lực xưa của Bồ Tát này, và là nhanh chóng thỏa mãn tất cả cầu của khắp chúng sanh, hay diệt tất cả các tội nặng, hay chữa tất cả các chướng ngại cho khắp chúng sanh để họ hiện đời được sự an ổn. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng được mệnh danh là đấng khéo nói pháp an ủi chúng sanh, nghĩa là khéo nói những pháp rất sâu, có thể mở mang dẫn dắt những người vừa mới tu học phải khởi ý chí cầu pháp đại thừa, khiến chẳng kiếp nhược. Bởi những nhân duyên như vậy, cho nên nơi thế giới này chúng sanh phát ngưỡng chịu sự giáo hóa đắc độ của người, do đó mà ta để cho người nói. Khi ấy Bồ Tát kiên tính đại hiểu được ý của Phật dạy, ngay đó ngài liền mở lời khuyến tỉnh Đức Địa Tạng rằng: hay thay đấng đại sĩ cứu đời, hay thay đấng đại trí khai đạo, như điều tôi đã hỏi về những chúng sanh trong đời ác trường, dùng phương tiện gì để chỉ dẫn cho họ lìa khỏi các chướng ngại, được vững niềm tin. Nay Đức Như Lai muốn để cho ngài nói phương tiện đó, xin ngài phải thời thương xót nói cho. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng, ngài nói với ngài kiên tịnh tính rằng: này thiện nam tử, hãy khéo lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Thời gian sau khi Đức Phật diệt độ trong đời ác trược, những vị tỳ kheo ni nam nữ cư sĩ đối với những điều nhân quả thế gian và xuất thế gian như chưa có được đức tin quyết định, chẳng thể tu học. Về tưởng vô đường, về ý tưởng khổ, ý tưởng vô ngã, ý tưởng bất tịnh, những pháp quán ấy chẳng thể thành tựu, chẳng thể siêng năng quán thánh đế, hoặc là pháp quán 12 nhân duyên, hoặc là pháp quán bất sinh bất diệt, vân vân. Do chẳng siêng quán những pháp như vậy, cuối cùng chẳng thể không tạo tội lỗi thuộc 10 điều ác căn bản. Đối với công đức của Phật Pháp Tăng và những cảnh nhiệm mồ của ngôi Tam Bảo, chẳng hay truyền lòng tin tưởng sâu sắc. Đối với trong ba thừa đều không định hướng, những hạng người như trên nếu có bất cứ thứ chướng duyên nào thì mối lo lắng càng thêm tăng trưởng, hoặc nghi hoặc hối. Đối với mọi điều tâm chẳng sáng tỏ, cầu nhiều lo nhiều, lắm chuyện ràng buộc, làm việc bất tịnh, tư tưởng rối loạn, phế tu đạo nghiệp. Hàng đệ tử Phật, người nào có những chướng nạn như thế nên dùng phương pháp xem tướng hợp luân mà chiêm xét nét nghiệp
nhân tốt xấu của những đời trước cũng như những sự khổ vui lành dữ. Hiện tại đời này duyên hợp mà có, duyên hết thì tan. Nghiệp nhóm theo tâm, tướng hiện quả khởi, chẳng mất chẳng hư, tương ứng với nhau không hề sai lạc. Hãy nên như vậy chiêm nghiệm kỹ càng nghiệp báo tốt xấu rồi tự nhắc nhở ở nơi lòng của mình. Đối với việc nào có chỗ nghi ngờ thì lấy theo đó quyết định rõ rệt là đệ tử của Phật. Hãy nên học tập phương pháp chiêm sát tướng một luân này. Hết lòng nương theo việc được chiêm, việc được xem xét thì không nên, thì không điều nào mà chẳng thành tựu. Chẳng nên vứt bỏ phương pháp nói trên, trở lại theo đuổi những thứ bói quẻ hoặc là những việc chiêm tướng lành dữ của người thế gian rồi xin ham đắm ưa thích học tập. Nếu thích học tập thì rất chướng ngại thánh đạo Bồ Đề. Này thiện nam tử, muốn học cách làm tướng hợp luân thì trước hết phải cắt gỗ cỡ như ngón út dài dưới một tấc, chính giữa mảnh gỗ bốn mặt bằng nhau, đầu hai mảnh gỗ nhọn lần lần ra, ngửa tay gieo qua chỗ sạch bên cạnh, khiến cho chuyển đổi nhân vì nghĩa này. Mận danh là luân nương tướng này có thể phá hỏng lưới nghi chấp tà trong tâm chúng sanh, chuyển sang đường chính đến chỗ an ổn nên gọi là luân. Về tướng một luân thì có tất cả ba tướng khác nhau. Thế nào là ba? Một là luân tướng biểu hiện, biểu thị nghiệp chủng thiện ác sai biệt đã tạo đời trước, luân này có 10. Hai là luân tướng biểu thị nghiệp chủng chứa nhóm trong những đời trước, hoặc xa hoặc gần, tạo nghiệp mạnh yếu lớn nhỏ khác nhau, luân này có 3. Ba là luân tướng biểu thị cho thọ báo sai khác biệt cả trong 3 đời, luân này có 6. Như muốn xem xét thiện ác nghiệp báo sai biệt đã tạo trong đời trước thì phải khắc gỗ ra làm 10 luân. 10 luân này viết ghi danh từ của 10 nghiệp thiện, cứ mỗi nghiệp thiện chủ ở một luân, ghi một mặt. Kế lấy 10 nghiệp, 10 ác nghiệp viết đối diện lại với 10 thiện nghiệp, khiến cho câu đối mỗi luân cũng ghi ở tại một mặt. Về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ tất cả điều thiện, còn tóm nhiếp tất cả thiện pháp khác. Về 10 ác nghiệp cũng là tội rễ tất cả điều ác, có thể tóm nhiếp tất cả áp pháp khác. Nếu muốn chiêm quẻ tướng mập luân này, trước hết phải học tự sự dốc lòng, dốc lòng thành lễ chung tất cả chư Phật mười phương. Nhân đó lập thệ nguyện, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường, tự hỏi lãnh nhận chính pháp của Phật. Kế đó nên học sự dốc lòng thành kính lại mười phương tất cả pháp tạng. Nhân đó nhập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng thọ trì đọc tụng tu hành đúng pháp vì người diễn nói. Kế nữa phải học sự dốc lòng thành kính lại mười phương tất cả hiền thánh. Nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường phát tâm Bồ Đề đến bất thoái chuyển. Sau đó nên học sự dốc lòng thành mà kính lại nơi ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nhân đó lập nguyện cho tất cả chúng sanh mười phương mau được trừ diệt đi các nghiệp ác, lìa các chướng ngại, những vật nuôi thân đều được đầy đủ lại như thế rồi. Tùy chỗ có được hương hoa vân vân nên sắm cúng dường. Trong khi cúng dường, hành giả phải nên nhớ nghĩ tất cả Phật pháp tăng bảo ở tường khắp khắp giáp hiện hữu khắp nơi, nguyện cho những món hương hoa dâng cúng pháp đồng với pháp tính, song cáp tất cả cõi nước mười phương của các đức Phật rộng làm vật sự, lại nghĩ mười phương tất cả nhóm cúng lúc nào cũng có. Nay tôi sẽ dùng tất cả những thứ hương hoa, chuỗi ngọc tràng phan bảo cái, những món chân quý, những thứ âm nhạc, đèn đuốc sáng tỏ, món ăn, thức uống, y phục, mền nệm, thuốc than vân vân đều đến bao nhiêu, những món trang nghiêm cúng dường tặng khắp mười phương mà mình có thể hình dung nhớ tưởng, đều cùng chung tất cả chúng sanh dâng hiến cúng dường. Lại nên nghĩ đến người nào sắm sửa những món cúng dường trong các thế giới, ta đều tùy hỷ
Người nào chưa thể sống cúng dường, nguyện được dẫn dắt tu pháp cúng dường, lại nguyện thân ta có thể nhanh chóng đến khắp tất cả mười phương. Ở mỗi mỗi chỗ Phật Pháp Tăng Bảo đều dùng tất cả những món trang nghiêm với các chúng sanh đồng đem dâng hiến cúng dường tất cả pháp thân, sắc thân, xá lợi, hình tượng, chùa viện, thiếu miếu tháp, tất cả Phật sự của các đức Phật, cúng dường tất cả bao nhiêu tạng pháp và chỗ thuyết pháp của, cúng dường dường tất cả chư hiền thánh tăng, nguyện con cùng tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế xong rồi, lần lần thành tựu 6 ba la mật, 4 vô lượng tâm, biết sâu tất cả pháp xưa nay vắng lặng, không sinh không diệt, nhất vị bình đẳng, lìa niệm thanh tịnh rốt ráo tròn đầy. Lại một lần nữa, bồ tâm một chỗ riêng cúng dường ta, Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, bằng cách xưng niệm hoặc tụng niệm nhất tâm xưng rằng Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, xưng danh như vậy đủ 1000 lần, qua 1000 niệm rồi bật lời như vậy: Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, đại từ đại bi, cúi mong Bồ Tát hộ niệm cho con và tất cả chúng sanh mau trừ các chướng, thêm các lớn các đức tin thanh tịnh, khiến cho những điều xem xét hiện nay kế hợp tương xứng với sự thật. Nói lời ấy rồi cầm tay, sau đó tay cầm một luân ở trên vật sạch, gieo qua một bên, cách thức như thế, muốn xem cho mình hoặc xem cho người cũng đều như vậy. Người xem nên biết, người nào muốn chiêm xét tứ một luân đây tùy nghiệp được thể hiện, đều phải mỗi mỗi quan sát kỹ lưỡng, suy tư nghiệm xét, hoặc là thuần đủ cả 10 điều thiện, hoặc là thuần đủ cả 10 điều ác, hoặc thiện ác xen lẫn, hoặc thuần thiện chẳng đủ, hoặc thuần ác chẳng đủ, nghiệp thân như vậy. Giống loại chẳng đồng, tập khí, quả báo, mọi thứ khác, như Đức Thế Tôn đã nói rộng rãi nơi nhiều kinh khác, phải nên nhớ nghĩ suy ngẫm quan sát nghiệp chúng được hiện, cùng với những nghiệp báo khổ vui lần giữ trải qua trong hiện đời, như tương xứng với nghiệp tập nhiều phiền não đang rợn. Đó là mệnh danh khế hợp. Nếu chẳng tương xứng, phải biết đó là chẳng dốc lòng thành mà là lún sai. Nếu chiêm tứ một luân mà nghiệp thiện, nghiệp ác chẳng đều chẳng hiện ra, thì người này đã chứng tâm sáng suốt của trí vô lậu. Hãy nên chuyên cầu xuất ly thế gian, chớ ưa nhận lại quả báo thế gian, những nghiệp hữu lậu lần lượt nhỏ yếu chẳng còn tăng trưởng, cho nên chẳng hiện. Nếu đời sau này những vị đệ tử của Đức Như Lai một khi chiêm nghiệm quả báo thiện ác được tươi ngon rồi, đối với những món thuộc năm thứ dục, khi được tương xứng ý, chớ tự dễ nuôi rồi khỏi tâm buông lung, liền nên xét nghĩ ta được như vậy là do hiện thiện nghiệp đã tạo đời trước, cho nên ngày nay được phước báo này, nay ta càng phải tiến tu thêm nữa, chẳng nên dừng nghỉ. Nếu gặp ách nạn hoặc là những sự suy não chẳng lành, rối rắm lo sợ chẳng được vừa ý, phải nên cam chịu, chớ nên nghi hối mà thoái tu thiện nghiệp. Liền nên xét nghĩ, nghiệp ác thế này chỉ do đời trước ta đã gây tạo, cho nên bây giờ mắc báo như thế, nay ta phải nên sám hối ăn năn những nghiệp ác đó, cũng như chuyên tu pháp môn đối trị và tạo nghiệp lành thêm, không được dừng lại hay biến lười phóng túng. Nếu chẳng như thế, chỉ càng thêm sự chứa nhóm các thứ cổ tụ mà thôi. Trên đây gọi là phương pháp chiêm xét bằng tướng mập luân thuộc cách thứ nhất. Thì nam tử, nếu muốn chiêm xét nghiệp ác chứa nhóm xa gần trong đời quá khứ về trước, những nghiệp đã tạo mặn yếu lớn nhỏ sai khác thế nào, lại khắc gỗ ra làm 3 luân biểu thị nơi 3 nơi thân khẩu ý, mỗi luân chủ một nơi, viết chữ vào đó lại nơi mỗi thân chính giữa
Một mặt viết vào đường gạch lớn và dài. Cho đến chí mí. Kế mặt thứ hai viết vào đường gạch hơi nhỏ và ngắn. Kế mặt thứ ba gạch một nét khác hơi to và sâu. Cho đến mặt thứ tư cũng khắc một nét cho lớn và cạn. Cần nên biết rằng nghiệp thiện trang nghiêm tương tự như vẽ tôi vào tô điểm. Nghiệp ác suy hại giống như gạch bỏ. Gạch nào dài lớn tượng trưng cho sự nghiệp thiện ác vốn đã từ lâu trở lại. Thiện nghiệp đã làm mạnh mẽ bén nhạy việc làm tăng thêm. Gạch nào nhỏ nhắn tượng trưng cho sự chứa thiện trở lại vốn còn gần cạn. Chỉ mới tập tành nên nền tảng chậm chạp việc làm mỏng manh. Nét nào mà vừa to vừa sâu tượng trưng cho những tập quán xấu ác từ lâu trở lại việc làm tăng thêm dư họa cũng dày. Nét nào mà vừa to vừa cạn tượng trưng cho những sự thoái tu thiện pháp trở lại đây. Trở lại đây gần, mà mới tu tập theo những ác pháp, những nghiệp đã tạo cũng chưa đến nỗi tăng thượng lên lắm, hoặc dù là dù có khởi nghiệp ác nặng, nhưng từng hối cải đó được gọi là những điều ác nhỏ. Này thì nam tử, còn nếu như chiêm xét, luân tướng lần đầu chỉ mới biết thiện ác sai biệt đã tạo đời trước, nhưng chẳng thể biết tập quán chưa nhóm lâu xa hay gần, cũng như chưa thể biết được nghiệp đã tạo là mạnh hay yếu, hoặc lớn hay nhỏ. Thế nên phải cần chiêm xét luân tướng lần thứ hai nữa. Nếu như chiêm xét luân tướng lần thứ hai thì phải căn cứ vào nghiệp được phát hiện trong luân tướng đầu, nghĩa là nếu thuộc nơi thân thì gieo luân tướng nơi thân có ghi chữ thân, nếu thuộc về khẩu thì gieo luân tướng có ghi chữ khẩu, nếu thuộc về ý thì gieo luân tướng có nơi chữ ý. Chẳng được đem tất cả tướng của ba luân gieo chung một lần. Phải tùy nghiệp chú ý nên nhớ từng nghiệp thiện ác, căn cứ vào theo luân thuộc về nghiệp nào thì gieo riêng luân đó để chiêm cho đúng. Lại nữa, nếu trong luân tướng chiêm lần thứ nhất chỉ được điều tốt nơi thân, mà trong luân tướng chiêm lần thứ hai lại được điều xấu nơi thân, như vậy là lòng không chí thành, chẳng được kết hợp, gọi là sai luống. Lại nữa, chẳng tương ưng là trong 10 luân tướng xem lần thứ nhất được nghiệp bất sát chẳng giết, hay nghiệp thiên đạo trộm cướp ý trước chú mực xem xét nghiệp bất sát, nhưng trong luân tướng chiêm lần thứ hai lại được ác nơi thân, cũng gọi là chẳng kết hợp. Lại nữa, nếu thấy hiện tại từ khi sinh ra cho đến bây giờ chẳng ưa nghiệp sát, không tạo tội giết, chỉ còn ý là còn chủ nghiệp sát trong luân tướng chiêm lần thứ hai, được thân đại ác, đó cũng gọi chẳng là chẳng được khế hợp. Từ đó suy ra trong nghiệp của khẩu hay nghiệp của ý, nghĩa chẳng tương ưng lại cũng như vậy, cần phải biết rõ. Ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng lại bảo Ngài Kiên Tịnh Tấn: Này thiện nam tử, nếu đời sau này các hạng chúng sanh muốn cầu thoát khỏi sinh già bệnh chết, vừa mới phát tâm tu tập thiền định trí tuệ vô tướng, cần phải xem trước nghiệp ác đã tạo trong những đời trước nhiều ít nhẹ nặng thế nào, như nghiệp ác và sâu dày thì chẳng được học ngay pháp thiền định trí tuệ trước hết, cần phải tu pháp sám hối. Vì sao thế? Người này đời trước tập khí ác tâm mạnh mẽ bén nhạy, cho nên hiện tại ắt tạo nhiều ác hủy phạm trọng cấm, cho nên nếu chẳng sám hối khiến được thanh tịnh mà lập tức tu thiền định trí tuệ thì người đó sẽ có nhiều chướng ngại, chẳng thể thành công, hoặc bị thất tâm lầm lạc cuồng loạn, hoặc bị tà ma ngoại đạo quấy rối, hoặc thu nạp
Pháp tà thêm lớn các ác kiến, thế nên trước hết phải tu xám pháp. Một khi giới thể đã được thanh tịnh, hai các tội nặng đời trước được nhẹ mỏng rồi, ắt lìa các chướng. Thiện nam tử, hành giả muốn tu pháp sám hối thì nên ở chỗ vắng tùy theo năng lực mà trang nghiêm một tịnh thất vừa phải trong thất tôn trí tượng Phật, Bồ Tát để kinh sám, treo phan lọng lụa, chuẩn bị hương hoa để cúng dường, tắm gội thân thể sạch sẽ, giặt sạch y phục chớ nên để hôi hám. Mỗi ngày ba lần, ở trong thất ấy, ba thời xưng niệm danh hiệu sám hối. Một lòng lạy bảy Đức Phật quá khứ, 53 Đức Phật. Kế đó tùy mười phương mà mỗi lạy chung, vận tâm lạy khắp nơi có sắc thân, xá lợi hình tượng, miếu tháp và những vật sự của tất cả chư Phật, kế lại chung tất cả. Chư Phật mười phương ba đời, lại nên vận tâm lễ khắp mười phương tất cả pháp tạng, lại nên vận tâm lại khắp tất cả chư hiền thánh tăng trong khắp mười phương. Sau đó riêng xưng danh tên và đặt lễ ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Lễ như vậy rồi cầu cần phải nói rõ những tội đã tạo. Chúng tôi đã tạo một lòng ngưỡng bạch. Quý mong mười phương chư đại từ tôn chứng biết hộ niệm cho con sám hối, chẳng còn tạo lại. Xin nguyện cho con và tất cả chúng sanh mau trừ diệt những tội từ vô lượng vô kiếp trở lại. Mười thứ nghiệp ác, bốn thứ tội nặng, năm tội ngũ nghịch, tà kiến điên đảo, chê bai tam bảo, tội nhất diễn đề, vân vân. Khi đó hành giả lại nên suy nghĩ tính tội như vậy, chỉ từ là tâm hư vọng điên đảo mà khởi, không có thật thể nhất định để có thể nắm bắt, và thể của nó vốn là rộng lặng. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều mau thấu đạt bản tâm, diệt hẳn gốc tội. Kế lại lập nguyện khuyên tĩnh, xin nguyện mười phương tất cả Bồ Tát, vị nào chưa thành vô thường chánh đẳng chánh giác, xin nguyện vị ấy mau thành chánh đẳng chánh giác. Vị nào đã thành xin được, xin nguyện thường trụ mọi thế gian để khuyến chuyển pháp luân không vào niết bàn. Kế lại phát nguyện tùy hỷ, nguyện con và các chúng sanh rút ráo lìa hẳn thứ tâm ngăn tị tất cả cõi nước trong khắp ba đời. Những người tu học đã được các công đức và được thành tựu, con đều tùy hỷ. Kể lại phát tâm lời nguyện hồi hướng, nguyện cho những công đức của con mà con đã tu nếu có lợi ích cho các chúng sanh, con xin hồi hướng về nhất thiết chí đều đến thành niết bàn. Phát những lời nguyện hồi hướng đó rồi, hành giả bước qua bên cạnh thân thất, ngồi thẳng nhất tâm, niệm lớn tiếng hoặc là niệm thầm danh hiệu của ta. Hành giả nên tiết giảm ngủ nghỉ. Nếu bị hồn trầm che mờ tâm tín thì nên trở vào đại tràng trong thất kinh hành niệm tục. Trên đây là nói ban ngày. Khi đến vào giờ giấc ban đêm, nếu có đèn thắp sáng ban đêm, cũng nên ba thời cung kính cúng dường sám hối phát nguyện. Nếu chẳng để sắm đèn nến sáng sủa, phải nên thường trực ở trong tĩnh thất, một lòng tụng niệm hàng ngày thực hành pháp sám như vậy, chớ lười bỏ phế. Nếu có người có sẵn đền tạng tiền nghiệp xa xôi đời trước mà tạm thời gặp nhân duyên xấu ác rồi tạo điều ác, thì tội chướng nhẹ tâm của ấy mạnh mẽ lợi ý lời cùng dũng, trải qua 7 ngày liền được thanh tịnh trừ các chướng ngại. Các hạng chúng sanh nghiệp có dày mỏng, cho nên căn tính có lành có chậm sai khác không lường. Hoặc có những người sau 27 ngày thì được thanh tịnh, có người trải qua 21 ngày, có người trải qua 49 ngày bèn được thanh tịnh. Nếu có người nào quá khứ hiện tại đều có các thứ tội nặng tăng trưởng, phải qua 100 ngày mới được. Cho đến trải qua 1.000 ngày sau mới được thanh tịnh.
Trải qua 100 ngày mới được thanh tịnh, hoặc 200 ngày cho đến trải qua 1.000 ngày sau mới được thanh tịnh. Nếu người căn tính cực kỳ trầm luận, tội chướng sâu dài, cần phải luôn luôn phát tâm dòng mãnh, chẳng thoái tưởng đến việc tiếc thân mạng, thường xuyên xưng niệm sớm tối kinh hành, nhiễu quanh tượng Phật, giảm bớt ngủ nghỉ, lễ sám phát nguyện, vui tu cúng dường, chẳng lười chẳng bỏ, dù cho mất mạng cũng chẳng dừng thoái. Tinh tấn như thế trong 1.000 ngày quyết được thanh tịnh. Thiện nam tử nếu muốn biết được tướng thanh tịnh thì phải bắt đầu từ khi tu hành sám pháp qua sau 7 ngày. Phải nên mỗi bữa vào lúc sáng sớm lấy tướng Mộc Luân thuộc lớp thứ hai để đủ trong ngã tay, gieo luôn 3 lần, nếu thân khẩu ý đều là thuần thiện, người ấy được gọi là thanh tịnh lại. Về đời sau này, các chúng sanh, người nào có thể tu hành pháp sám pháp, thì quá khứ từ trước lâu xa trở lại, ở trong Phật Pháp, đời nào đã từng tu tập. Thiện Pháp, tùy người đó tu những công đức gì thì nghiệp cũng có dày mỏng đủ thứ khác lạ. Do đó, những hạng người kia lúc được sự thanh tịnh tướng cũng chẳng đồng. Hoặc có chúng sanh khi được ba nghiệp thuần thiện, bèn liền được thêm các thứ tướng hảo. Hoặc có chúng sanh khi được tướng trạng ba nghiệp lành vừa thì trong một ngày đêm lại thấy ánh sáng đầy thân của mình, hoặc nghe có mùi hương thơm lạ mà nơi thân ý thơi thới, hoặc có mộng lành, mộng thấy thân Phật đến để chứng minh tay xoa đầu mình, khen rằng lành thay người nay thanh tịnh, ta đến chứng minh cho người. Hoặc nằm mơ thấy thân vị Bồ Tát đến chứng giám, hoặc mộng thấy rõ hình tượng Đức Phật phóng ra ánh sáng để vì chứng minh. Nếu như người được tướng ba nghiệp lành mà chỉ trước đó chỉ thấy nghe những việc như vậy, rồi cho mình sám hối có kết quả. Thì gọi là hư vọng vậy, dối ngụy, chẳng phải là tướng lành. Nếu người từng có gốc lành xuất thế này, tùy sự nghiệp nhiếp tọa mạng, lanh, mặn lanh, thì ta lúc đó, tùy chỗ đáng độ mà vì hiện thân phóng ánh, từ quang, khiến họ an ổn lìa những nghi sợ, hoặc hiện ra những thứ thần thông biến hóa, hoặc lại khiến cho họ nhớ được những việc lành dữ đã tạo những kiếp trước, hoặc lại tùy họ ưa thích pháp gì, liền vì nói những giáo pháp thầm biếu ngay đó, người ấy hướng về thừa nào tức được đức tin quyết định vững chắc, hoặc lần lần chứng quả vị sa môn. Lại nữa, nếu chúng sanh nào mà dù chưa thấy hóa thân của ta biến đổi nói pháp, hễ xin tu học với lòng chí thành, khiến thân khẩu ý được tướng thanh tịnh, rồi ta cùng hộ niệm khiến cho chúng sanh ấy mau được tiêu diệt các thứ chướng ngại, tiên ma ba tuần chẳng đến phá hoại, cho đến tất cả những quỷ thần của 95 thứ tà sư ngoại đạo cũng chẳng thể quấy nhiễu, và năm món cái lần lượt nhẹ móng theo nội tu tập thiền định trí huệ. Lại nữa, nếu đời sau này các hạng chúng sanh tuy chẳng vì cầu thiền định trí tuệ của đạo xuất yếu, hoặc gặp những hoạn nạn tai ách, nghèo nàn, khốn khổ, lo rầu bức bách, thì cũng nên cung kính lễ lạy cúng dường tam bảo, ăn năn các tội lỗi đã tạo, vì và thường phát nguyện trong tất cả thời, trong tất cả chỗ, siêng lòng xưng niệm danh hiệu của ta với lòng chí thành, cũng sẽ mau được thoát các thứ siêu não, bỏ thân này rồi xin về cõi lành. Lời nữa, thời đại sau này các hạng chúng sanh tại gia xuất gia muốn cầu thọ giới thanh tịnh vi diệu, như trước đó tạo tội nặng tăng thượng cũng chẳng thể phép thọ, nhưng phải như trên tu pháp sám hối với lòng chí thành, khi được tướng lành của thân khẩu ý rồi liền hãy khá thọ. Nếu chúng sanh ấy muốn tu tập theo đạo lý đại thừa và cầu những thọ giới trọng căn bản của bậc Bồ Tát, bày nguyện thọ chung tất cả các giới cấm xuất gia tại gia,
nghĩa là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sinh giới, nhưng chẳng tìm được giới. Sư giỏi khéo có thể giải rộng tạng pháp Bồ Tát tu hành trước kia, phải nên dốc lòng ở trong đạo tràng cung kính, cúng dường, ngưỡng mặt mười phương chư Phật Bồ Tát, cung thỉnh chư Phật làm thầy, truyền giới chư Đại Bồ Tát làm bậc tôn chứng. Một lòng lập nguyện kế đoàn mười tướng. Trước hết nói mười giới trọng, căn bản kế đến nêu chung ba thứ tụ giới, tự tuệ mà thọ đều cũng đắc giới. Lại nữa, các hạng chúng sanh về đời sau, về đời vị lai muốn cầu xuất gia hoặc xuất gia rồi lại chẳng thể gặp được giới sư giỏi và thanh tịnh tăng. Tâm họ nghi ngờ chẳng được đúng pháp thọ những giới cấm, hễ có khả năng học sự phát tâm cầu đạo vô thượng và cũng làm cho thân cầu ý được thanh tịnh rồi. Những người ấy còn chưa xuất gia thì hãy nên cạo tóc, mặc vào pháp y, lập nguyện như trên, tự thệ tự thọ mà thọ ba tụ luật nghi giới của Bồ Tát, đó là mận dân được đầy đủ giới ba la đề mộc xoa. Các người xuất gia gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni, sau đó liền phải tìm tòi học tập luận tạng thân văn và luận tạng kiết tập của Bồ Tát Đại Thừa, thọ trì đọc tụng quán xét tu hành. Nếu tuy xuất gia mà tuổi người ấy chưa đầy 20, phải nên trước thể nguyện thọ 10 giới căn bản của Bồ Tát và thọ những giới riêng của Sa-di hay Sa-di-ni, liền phải gần gũi cúng dường, cung cấp hầu hạ bậc đã xuất gia kỳ cụ. Vì này trước học Đại Thừa tâm và thọ đủ giới Sa-di mới thọ, thỉnh cầu vị này làm thầy y chỉ, thỉnh xin dạy dỗ tu hành oai nghi như phép tắc của một sa di hay sa di ni. Nếu chẳng thể gặp những người như thế thì chỉ nên gần gũi những vị Bồ Tát tu về luận tạng mà đọc tụng suy ngẫm quán xét tu hành, hãy xuyên cúng dường Phật pháp tăng bảo. Nếu sa di ni tuổi đã 18 cũng nên tự tuệ sau giới pháp của một thức xoa trong tạng tỳ ni, phải học hỏi tất cả các tụ giới của tỳ kheo ni. Lúc tuổi người đó đã tròn đủ 20 mới có tổng thọ ba tụ tịnh giới của một Bồ Tát như trên đã nói, sau đó được tỳ kheo ni. Nếu chúng sanh nào tuy học sám hối mà chẳng hay hết lòng, chẳng được triệu chứng mộng thấy tướng hảo, nhờ sự tác tướng giả sử tác pháp tự mình thọ giới chẳng gọi đắc giới. Bây giờ ngài kiên định tính hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát bậc đấng đại sĩ về sự trí tâm tính cách sai biệt có bao nhiêu thứ, những sự trí tâm nào có thể cảm được triệu mộng thấy tướng lành. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp: Này Thiện Nam Tử, nói về trí tâm tóm tắt có hai những gì là ai? Một là trí tâm cầu nguyện của người vừa mới phát tâm học tập, hai là trí tâm người ấy nhiếp ý tinh chuyên thành tựu rộng mãn. Được sự trí tâm thứ hai thì có thể gặt hái kết quả mơ thấy tướng lành. Hai sự trí tâm này lại có ba thứ khác nhau giữa hạ trung thượng. Những gì là ba? Một là nhất tâm, nghĩa là hệ niệm tư tưởng một chỗ không cho tán loạn, tâm trụ tỏ rõ bậc hạ. Hay là tâm rộng mãn, ấy là chuyên cần không hề biến trễ, chẳng tiếc thân mạng bậc trung. Ba là thân tâm nghĩ là tương ứng với pháp, rút ráo chẳng thoái, đó là bậc thượng. Nếu người tu tập pháp sám hối này cho đến chẳng được trí tâm bậc hạ thì chọn chẳng thể có sự cảm chịu tướng tốt thần tịnh.
Trên đây là nói pháp chiêm xét luân tướng thứ hai. Này thiện nam tử, nếu muốn chiêm xét nghiệp báo sai khác của ba đời lại khắc rõ ra làm sáu luân. Nơi sáu luân này lấy các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ghi vào đó mỗi chữ một mặt, một lần viết ba mặt, mỗi mặt một số, số ghi thứ lớp, không cho lộn lạo, nên biết những con số như thế. Đến từ một, đến từ số 1 mà khởi lấy 1 làm gốc, các tướng của những con số. Như vậy tượng trưng cho nhóm 6 căn lành, nhóm như vậy tượng trưng cho nhóm 6 căn của khắp tất cả chúng sanh. Đều từ cảnh giới nhất thập tướng tự tính thanh tịnh tâm của Như Lai tạng mà nói. Nơi nơi cảnh giới chân vọng hòa hợp của nhất thập tướng, lấy đó làm gốc, nghĩa là nương cảnh giới của nhất thập tướng sẵn có vô minh chẳng rõ nhất chân pháp pháp giới, nhận làm cái nhớ nghĩ tư duy mà hiện ra cảnh giới hư vọng, rồi phân chấp đắm chứa nhóm mãi thành nhân duyên của nghiệp sinh các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nương vào sáu căn bên trong. Đối với sáu trần bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà khởi ra nhận thức của sáu giác quan, hoặc nghịch hoặc thuận, chẳng nghịch chẳng thuận, thành ra 18 thọ, 18 cảm thọ. Nếu đời sau này hàng đệ tử Phật, đối với những thọ báo ba đời, người nào có ý muốn giải quyết nghi, phải nên ba lần gieo tướng một lần cách thứ ba này, chiêm xét bằng cách tính số cộng lại, căn cứ tổng số mà xem để định thiện ác. Các tướng của báo thiện ác ba đời xem như vậy, gồm có 189 thứ. Những gì là 189 thứ? Một, cầu thượng thừa sẽ được bất thái chuyển. Cỡ hai, cầu quả được chứng hiện tại sẽ chứng. Ba, cầu duyên giác thừa được không thoái chuyển. Bốn, cầu nhân văn thừa được bất thái chuyển. Năm, cầu sức thần thâm được sự thành tựu. Sáu, tư bốn phạm hạnh được sự thành tựu. Bảy, tu thiền đế gian được sự thành tựu. Tám, giới nào muốn thọ là được diệu giới. Chín, nếu giới nào từng thọ được đầy đủ giới. 10. Cầu thượng thừa nhưng đức tin chưa trụ. 11. Cầu duyên giác thừa nhưng đức tin chưa vững. 12. Cầu thanh văn thừa nhưng đức tin chưa vững. 13. Người được chiêm xét chính là bạn lành. 14. Tùy nghe theo những điều gì đều đúng chính pháp. 15. Người được chiêm xét chính là bạn ác. 16. Tùy nghe những gì đều sai chính pháp. 17. Người đang được xem có đức thật sự. 18. Người đang được xem không có thật đức. 19. Người được tu quán là không sai lầm. 20. Người được tu quán là bị lầm lộn. 21. Người gì những gì đọc tụng không hề lẫm lộn. 22. Những gì đọc tụng là bị lẫm lộn. 23. Những hạnh được tu chẳng bị sai lầm. 24. Những gì thấy nghe đều là tướng lành. 25. Có sở chứng gì đều là chân thật. 26. Có học những gì đều là sai lầm. 27. Những gì thấy nghe chẳng phải tướng lành. 28. Có chứng ngộ điều gì chẳng phải chính. 29. Có kết quả gì là do tà thần giúp giữ. 30. Nói rõ điều gì là trí tà biện bác. 31. Biết chỗ huyền diệu chẳng phải sức người. 32. Nên trước tập quán đường lối sáng suốt. 33. Nên tập đường lối tiền định trước đó. 34. Xem chỗ được học không bị chướng ngại. 35. Xem chỗ được học là điều thích nghi. 36. Xem được chỗ học chẳng phải thích nghi. 37. Xem được chỗ học là đã tu tập đời trước. 38. Xem được chỗ học chẳng phải đời trước tu tập.
39, xem được chỗ học khéo tăng trưởng lên. 40, xem được chỗ học là phương tiện nhỏ. 41, xem chỗ được học không sợ tiến thú. 42, quả gì mong cầu hiện tại chưa được. 43, cầu xuất gia thì được sẽ được ra đi. 44, mong cầu nghe pháp sẽ được chỉ dạy. 45, cầu những quyển kinh sẽ được đọc tụng. 46, hãy xem việc làm đều là ma sự. 47, những việc đã làm đều thành tựu. 48, xem được việc làm chẳng được thành tựu. 49, cầu giàu của cải sẽ được sung thạnh. 50, cầu địa vị quan sẽ được kết quả.